Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé kênh của mình thì hãy bấm đăng ký để ủng hộ channel của mình nhé. Còn bây giờ thì let's go. Hôm nay mình làm clip hướng dẫn cho các bạn cách mua NBO nạp vào iMarketing bằng ví Payeer để được hưởng khuyến mãi 12%. Đầu tiên các bạn sẽ đăng nhập vào iMarketing inb.network. Các bạn chọn cho mình cái trang web để mua inb. Mình sẽ để link ở dưới mô tả, các bạn sẽ kích chọn vào Payeer hoặc là Perfect Money nếu các bạn nạp. Và các bạn chọn vào INB, tích vào online hoặc là offline. Mình khuyên các bạn là nên chọn offline nếu các bạn muốn đô rẻ ha, 0,05 đô và tương đương một NBO tương đương với 1 đô khi các bạn nạp vào iMarketing. Ở đây các bạn sẽ chọn vào trong cái phần giá trị nạp là bao nhiêu nhé. Ở đây mình sẽ nạp là 25 đô. Thì tương đương nó sẽ là 500 NBO, 25 đô tương đương với 500 NBO. Các bạn sẽ rất là lợi thế khi các bạn nạp bằng NBO, bởi vì khi mà nạp vào thì nó sẽ tương đương giá trị các bạn nhé. Thì bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình cái phần buy là mua. Lúc này thì nó ra giao diện như này, các bạn sẽ copy cái ID. Copy cái ID của cái người mà họ sẽ bán lại cho mình, và mình sẽ chuyển trong mục transfer của ví Payeer. Lúc này các bạn sẽ dán cái account của cái người nhận, dán account của người nhận, và các bạn sẽ kiểm tra lại lần nữa đúng ví Payeer nha. Ở phần amount các bạn là giá trị các bạn cần mua, và các bạn sẽ chuyển là 25 đô, các bạn sẽ nhập vào 25 đô ở đây. Và cái phí chuyển của nó là 0,13 đô trên 25 đô nha. Các bạn chọn là USD. Sau đó các bạn sẽ bấm vào send và các bạn sẽ chuyển nhé. Lúc này cái giá trị của nó đã ghi là các bạn đã chuyển thành công, và cái số đô của mình hiện tại giờ đang nó đã bị trừ. Vừa nãy là 26 đô, bây giờ chỉ còn là 1 đô. Lúc này thì các bạn sẽ vào cái trang như này, quay lại trở lại nhé. Các bạn không nên bấm cái iPad trước. Lúc này nó sẽ yêu cầu các bạn phải gửi cái hóa đơn. Giờ các bạn sẽ chuyển tiếng Việt. Vào trong phần lịch sử nhé. Các bạn sẽ chụp cái hóa đơn của cái lệnh mà mình vừa mới chuyển nhé. Thì các bạn sẽ sử dụng cái snipping tool, hoặc là các bạn sẽ chụp màn hình. Các bạn sẽ sử dụng phần mềm snipping tool để chụp màn hình. Bạn quét cái hóa đơn, cái biên lai này lại, và các bạn sẽ lưu lại trong một cái Discord hoặc là trong phần mục thư mục của bạn nhé, ở dưới dạng JPG nhé. Lúc này thì các bạn sẽ chọn hình ảnh và chọn đúng cái hình ảnh định dạng. Các bạn lúc này sẽ bấm vào chữ thêm hình ảnh nhé. Lúc này nó đã đưa cái biên lai lên, và các bạn sẽ kích vào tôi đã hoàn tiền phần iPad ấy. Tôi đã hoàn tiền, và lúc này nó sẽ thực hiện lệnh, và trong vòng khoảng 27 phút trong vòng khoảng 30 phút để thực hiện lệnh nhé các bạn nhé. 35 phút để chuyển từ 25 đô Payeer sang các bạn sẽ nhận được 500 NBO. Các bạn sẽ phải chịu khó chờ, tại vì khi mà hồi nãy mình đã chọn cái lệnh khi mà hồi nãy mình đã chọn lệnh mua offline để được giá 0,05 đô. Và lúc này nó sẽ thực hiện trạng thái đặt hàng của bạn đã được cập nhật, và nó đã cập nhật thành công. Lúc này các bạn sẽ phải chờ một chút xíu để cái NBO nó sẽ hiện lên. Bạn bấm F5. Thì các bạn yên tâm là trong vòng khoảng 30 phút đó, thì người bên ví Payeer kia thì người ta sẽ chuyển cho mình 500 NBO theo đúng lệnh các bạn nhé. Các bạn phải thực hiện đúng theo yêu cầu nó, chụp hình biên lai gửi. Và các bạn phải đảm bảo yêu cầu. Các bạn vào trong mục lịch sử, và các bạn sẽ thấy cái phần complete là đã hoàn thành.
Thì lúc này các bạn sẽ xem cho mình nha. Đây thì quay trở lại cái NBO, thì cái INB thì 500 NBO đã được nhập vào trong đây, nhập vào trong tài khoản của bạn thành công. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký tài khoản iMarketing để nhận 50 đô của công ty, tương đương với 1.200.000 đồng. Đây là một cái phần thưởng, đây là một cái phần quà tặng của công ty dành cho những bạn đăng ký theo cái đường link mà mình để ở phần mô tả này ha. Mình để ở phần mô tả này, các bạn sẽ bấm vào, click vào cái link này và đăng ký tài khoản. Khi mà nó ra giao diện như thế này thì các bạn sẽ lưu ý cho mình là bấm vào cái hình bộ não mà mình đang chỉ ở đây. Các bạn không chọn ba cái hình còn lại, các bạn không nên kích vào ba cái hình còn lại. Các bạn hãy click vào cái hình đầu tiên, các bạn kích vào đây cho mình. Bây giờ nó sẽ ra giao diện như thế này, các bạn sẽ bấm vào cái register now này nhá. Các bạn sẽ bấm vào đây. Ở bước này thì các bạn sẽ điền cho mình đây là name, là ví dụ như là bạn là tên là Nam chẳng hạn, các bạn viết tên tiếng Việt không dấu nhé. Còn đây là surname, tức là họ, các bạn sẽ có thể là để họ Nguyễn chẳng hạn. Cái đây là email của các bạn nhé, đây là email của các bạn thì các bạn có thể để ở đây ví dụ như thế này đó. Các bạn sẽ để email mà các bạn đang sử dụng. Còn cái phần password thì mình khuyên các bạn là nên đặt một cái password mà có ký tự viết hoa, ký tự thường, ký tự số và ký tự đặc biệt. Cái phần confirm password, các bạn sẽ nhập lại mật khẩu ở phía trên này. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào I'm not a robot. Rồi, sau khi các bạn đã nhập lại mật khẩu rồi thì các bạn sẽ bấm vào register. Và đây là giao diện sau khi mà các bạn đã đăng ký theo cái đường link mà mình vừa mới hướng dẫn xong, thì cái số dư quảng cáo là 50 đô, tương đương với 1.200.000 đồng. Và ở đây thì mình sẽ tạo cái nickname cho con robot của mình nhé, ví dụ như là một đẹp trai 123. Rồi, các bạn sẽ bấm vào đây là tự giới thiệu. Rồi, thì như vậy các bạn đã hoàn thành được cái phần đăng ký của mình. Ngoài ra các bạn nếu mà không hiểu thì các bạn có thể bấm vào cái đường link Zalo để tham gia cái nhóm hỗ trợ của mình nhé. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nhé.